là tuyệt vời. Dạ. Đây đúng. Là Campuchia. Ôi, cô này là người Campuchia luôn. Người Campuchia ở Campuchia về. À. Bây giờ hả? Từ nãy giờ chưa biết chợ Miên cả mấy đứa con nó đi rồi nó nói má vô chợ Miên đi. Chợ Miên bán đồ y trên Miên luôn. Hả? Thì mình thấy người Việt mình qua bên đó có sự sống nó khó khăn, mình cũng rất là buồn. Nhưng mà theo mình thấy thì ở Sài Gòn thì mình sống thì nó có văn minh hơn, còn ở bên đó thì nó không có văn minh bằng ở Việt Nam mình. Bây giờ sanh đẻ ở đây à? Sanh đẻ ở đây, ba mẹ là người Trang. Ba mẹ là người Miên. Dạ. Còn mình ở đây. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái khu chợ. Mà cái khu chợ này, cộng đồng người Campuchia tại Việt Nam làm ăn sinh sống rất là nhiều. Một trong những cái nguyên nhân mà họ sang đây là lý do những năm mà Pol Pot diệt chủng á, thì họ chạy sang đây làm ăn. Và cái cuộc sống của người Campuchia tại Việt Nam như thế nào? Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để xem các cô đang bán những cái đặc sản người Campuchia nha cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Đây là một cái cô người ba mẹ là người Campuchia nhưng mà cô sinh sống ở đây nè. Thì theo Bùi Hồ được biết thì cô qua đây cũng khá là lâu và bán những cái món đặc sản Campuchia. Dạ con chào cô. Dạ. Dạ. Đâu Campuchia là tuyệt vời. Dạ. Đây đúng. Là Campuchia. Ôi cô này là người Campuchia luôn. Người Campuchia ở Campuchia về. À. Bây giờ hả? Từ nãy giờ chưa biết chợ Miên cả mấy đứa con nó đi rồi nó nói má vô chợ Miên đi. Chợ Miên bán đồ y trên Miên luôn. À, à cô qua đây lâu chưa? Cô về đây được mười mấy năm rồi. Dạ. Cô ở trên Miên là hồi nhỏ. Ờ sao mà lý do tại sao cô lại về đây sống? Cô ở bên chồng cô. Dạ. Chồng cô ở Đà Lạt. Dạ. Lâm Đồng. Dạ. Đồng. À gặp cô này là người Cam lại đi chợ cái. Cô người Việt nhưng mà cô sống hồi nhỏ qua bên Miên. Dạ. Qua bên Cam. À, có nghĩa là cô là Việt kiều. Cô là người Việt. Việt kiều Campuchia. À đúng dạ. Rồi. Rồi. À, thôi bây giờ mình sẽ hỏi cô đi. Cô tên gì hả cô ha? Ở nhà thường gọi là Ngọc. Cô Ngọc. Từ mình là Thanh Mai. Dạ, cô chia luôn hả cô Ngọc? Dạ. Mình là Lai rồi, ba thì Campuchia, mẹ thì Việt Nam. Ba Campuchia, mẹ Việt Nam. Dạ. Cô Ngọc bán những cái đặc sản Campuchia này là tại chợ Sài Gòn này lâu chưa? Dạ, trước năm 1980 mấy là lúc đời mẹ tới giờ đó. Tại mẹ về đây là 1970, tập trung về đây. Bộ sau là 82 là ra bán cái bún năm bì chóc này và dạ. Khô mắm luôn. Dạ. Vậy là cô bán đây cũng khá là lâu rồi. Dạ. Là ngày xưa là ba mẹ cô chạy giặt Pol Pot hay sao cô? Dạ, chạy giặt Pol Pot năm 70 đó. Dạ. Bây giờ cô còn nhớ tiếng Cam không cô Ngọc? Dạ còn nhớ chứ. Còn nhớ tiếng Cam ha. Ở trong cái cộng đồng của người Cam mình ở đây nhiều không hay cô Ngọc ha? Hồi xưa thì nhiều. Hồi xưa là năm 70, trước năm 70 tập trung về đây. Sau khoảng chừng 10 năm nay thì ít lắm. Tại vì mấy cô bác đó lớn tuổi là đã qua đời rồi, tới đời con cháu sau này nè là mất gốc hết rồi. Dạ. Một phần thứ nhất, thứ hai là di cư đi chỗ khác á. Dạ. Hiện nay thì cũng còn khá ít hay cô? Ít lắm em à. Dạ. Cô có khi nào nghĩ là mình sẽ về Campuchia sinh sống không hay là mình sẽ ở đây luôn? Mình theo mà mình đó thì mình không trở về Campuchia, mình cũng đi về yeah. Tại vì bên nội còn gốc đó mà yeah. À, rồi mình bán ở đây là tập trung ở đây là tại vì mình bán hàng này chuyên về hàng đặc sản Campuchia yeah. À, Việt kiều về Campuchia nè yeah. Về nước thì đang nhớ tới quê hương, về Sài Gòn này là đặt hàng mình à, có nghĩa là khi mà Việt kiều mà Cam Việt kiều Campuchia mà về nước á yeah. Là họ sẽ đến đây họ sẽ mua đặc sản của yeah, đặc Campuchia sản của mình. Rồi mình bao bì đóng gói chuyển dạ. Qua sang bên Mỹ, Úc hoặc là Pháp. Thì mình thấy người Việt mình qua bên đó có sự sống nó khó khăn, mình cũng rất là buồn. Nhưng mà theo mình thấy thì ở Sài Gòn thì mình sống thì nó có văn minh hơn, còn ở bên đó thì nó không có văn minh bằng ở Việt Nam mình. Còn mình thấy các anh chị như vậy mình rất là thương xót, còn mà mình không có trợ giúp được phần nào hết. Ông xã của cô là người Cam luôn. Dạ, người Campuchia. Chồng của cô là làm cái công việc gì? À, ông xã cô là người Campuchia, ảnh là võ sĩ. Võ sĩ? Võ sĩ ở bên Campuchia. Dạ. Nổi tiếng nhất bên Campuchia đó, nhưng mà anh đã qua đời rồi, anh đã dạ. Mất rồi. À, qua đời thì an táng ở bên Campuchia luôn. Dạ, bên Campuchia. Dạ. Cô có mấy người con, cô với chồng rồi? À, cô có ba người con. Ba người con gái ba người con gái dạ.
vẫn học ở Việt Nam được hả cô? Vẫn học ở Việt Nam. Bây giờ cô còn bé nhỏ thôi, hai đứa lớn là đã nghỉ học rồi, cũng mua bán phụ mẹ. Dạ. Rồi bé nhỏ thì học tới lớp 12 rồi. Dạ. Cái là những cái món này là cá trèn hả cô? Dạ. Cái này là bán sao hay cô Ngọc? Cái này là mình bán sâu em. Dạ. Ví dụ như con cá trèn là mình bán sâu như là 550. Dạ. Là con cá này, con cá sống khi làm chế biến ra thì nó sẽ lên đậm lên đen như vậy nè, là cá sống nó u khói ra, nó sẽ ra cái sản phẩm như vậy, nó sông khói. Dạ. Còn con cá chết mà làm ra thì thịt nó sẽ tái tái, nó màu trắng, nó trắng nhạt lại. Dạ. Nó trắng giống như vậy nè. À. À, nếu mà cá sấy mà trắng giống như vậy là con cá chết nó làm ra nó không được. Dạ. Màu thiên nhiên đâu. À. Còn này cá sống làm ra thì cái màu nó như vậy nè. Ồ, có nghĩa là con cá này nó còn sống luôn nhưng mà mình làm khô nó là nó sẽ ra được cái màu này. Ồ, hay ha. Còn món cá này làm gì ăn ngon cô Ngọc? Cái này là mình nướng sơ lên, chấm mắm me dùng cơm hoặc là uống bia hoặc là trộn rổi xào đông. Dạ. Ở đây thấy rất là nhiều đặc sản. Campuchia thì nổi tiếng với khô. Tại vì ở Campuchia rất là nhiều cá luôn. Dạ. Cô có thường trở về lại Campuchia không cô Ngọc? Dạ có, đi thường xuyên. Tại vì nhà bên đó nhiều khi dỗ tiệc hay là có gì hỗn sự gì mình chạy về đó. Dạ, đi ở đây thì cô về. Có nhà chưa? Dạ, ở đây cũng có. Cũng có nhà rồi. Dạ. Vậy là cô bán ở đây thì cũng ăn nên làm ra ở tại đất Sài Gòn này ha? Tại đất Sài Gòn. Là do cha mẹ, lúc đó là Tư C là thương hiệu của mẹ mình. Dạ. Ở đây là cái cửa hàng mình thôi, còn trong nhà mình là ra sản phẩm chế biến. À. Giống như là cá từ Campuchia về tự mình phơi rồi tự mình chế biến này kia làm thêm. Chứ mình dặm gia vị thêm mà mình không biết. Bên đây là gì cô? À, cái này là mắm cá sủ, có loại mắm này là loại không ngon. Hàng này hàng của Việt Nam. Dạ. À, con cá nó sẽ bị trực cứng và nó khô khốc, còn con cá của Campuchia mình nó mềm. Cái độ nó thơm ngon lắm. Thì hiện nay ở trong cái chợ Hồ Thị Kỷ này, trong cái cộng đồng người Cam của mình thì còn bao nhiêu người buôn bán hay cô ạ? Theo mình đó thì bây giờ cũng còn lại mấy quầy thôi. Dạ. Nó mấy quầy như bữa chiều thì có củ vui bán chè Campuchia. Dạ. Bữa sáng thì có cuốn mắm lệ, hủ tiếu phú quý, hủ tiếu Nam Giang đó, là người Campuchia mình. Lúc nãy thì con mới ăn một cái đặc sản của Campuchia đó là bún năm bà chóc. Thì chú này là người Cam luôn. Bún năm bà chóc này là của người nhà mình luôn đó. Là dạ. Chú đó là ông anh thứ năm của mình, là cũng gia đình bán đó. À. Dạ. Vậy là anh em luộc. Luộc, dạ. Dạ. Khi mẹ mất rồi là anh em đoàn tụ với nhau mua bán với nhau. Có nghĩa là ở Sài Gòn này thì cái cộng đồng người Cam ngay tại Sài Gòn cũng khá là ít. Ít lắm, hồi xưa thì nhiều, hồi xưa thì tập trung nhiều, còn giờ là ít lắm. Thấy cô bán nè. Cũng như là con cá sặc. Cô tự làm đúng không? Cái này không, mình mua về cái mình phơi xong bây giờ mình phải đóng lối cho khách hàng. Còn như những con cá này từ đây sang đây là cá Việt Nam không. Nhưng mà thương hiệu mình bán hàng Việt Nam thì mình bán không được, mình kiêng về cá Campuchia. Mà cá Campuchia như ví dụ như con cá tra biển hồ nè đó, mình thấy nó xấu xí nhưng mà cái chất lượng nó rất là ngon, cắt ra thịt nó bùi, nó mềm, ăn nó bùi nó xốp xốp. Còn con cá Việt Nam mình ăn thịt nó cứng, độ nó dày nhưng mà nó không ngon. Cái màu nó rất là đẹp, nó dày mà nó vàng hửng lên luôn. Còn cá Campuchia mình nè, hay người ta không có xài thuốc. Dạ. Nó thành ra thấy nó xấu xí mà chất lượng nó ngon lắm. Dạ. Cái cá đó là thường là bao nhiêu tiền một ký hay cô Ngọc? Mình bán là 350, sau này mình lên 2 trường là 370 nè. Dạ. Cá nó phồng ra cái mùi, em hửi cái độ nó thơm lắm. Dạ. Nó không phải như cá ở đây. Cô sống ở đây lâu quá thì cô thấy cái về ẩm thực hay là về văn hóa thì ở Việt Nam so với Campuchia nó khác nhiều không cô Ngọc? Nếu mà theo mình thấy thì ở Việt Nam thì ẩm thực thì mình có ăn lên thì nó hay hơn là bên Campuchia. Campuchia nó sự sống thì nó dễ sinh sống thật, nhưng mà cái ăn lên nó không có. Ăn lên không có, nhất là do người Việt mình. Nếu mà người Việt mình sinh sống thì nó hơi khó tí xíu. Dạ. Ở Campuchia thì về cái vấn đề an ninh nó không bằng ở Việt Nam. Không bằng. Nếu mà người Việt mình sinh sống bên đó thì thấy rất là thấy từ từ nghiệp, thấy thương lắm. Dạ. Tại vì nó không có an ninh. Dạ. Còn như bên cô ở đó thì cô, ví dụ như cô cũng có người chị đó, mua bán quán cà phê bên đó, bán hàng ăn bên đó. Nhưng mà tại vì cô gốc bên đó thì cô có người nhà, nó cũng an toàn hơn là người Việt mình.
Hiện nay thì cô đã có giấy tờ của Việt Nam hết chưa cô Ngọc? Dạ có lâu hết rồi. Tại vì mình về đây là mình phải tập trung về đây. Nhưng mà cái giấy tờ của mình á thì sinh đẻ ở Sài Gòn, nhưng mà quê quán của mình là quê quán ở Campuchia. Dạ. Phải gọi là nguyên quán á. Nguyên quán là Campuchia. Sao dạo này cá mấy cái cá này nó về ít kìa, có nghĩa là nó hết hàng hay là nó hết hàng con, hết hàng. Xưa đó đó chưa trước dịch đấy nha. Thì mình về xe San Marco, về mỗi ngày luôn, cái thùng hàng mình cả trăm ký. Cả trăm ký mình về. Còn bây giờ xe còn dịch tới giờ về không được, cái thùng hàng chừng 20-30 ký à, mình sang chuyển xe. Rồi khi mình về tới đây thì mình không đủ phân phối. Ví dụ như khách hàng đặt mình nè, là mình phải giao. Dạ. Đó, như cái lốc nè, cái ca, cái sủ đặt sản phẩm mình gói đi. Nó thành ra mình về không kịp. Con nhận thấy rằng là ở Campuchia làm ra đồng tiền nó dễ lắm. Dạ đúng. Và đặc biệt là bán các mặt hàng này, nếu như ở Việt Nam bán khoảng 300 thì Campuchia cũng bán đổi giá tiền Việt Nam á là khoảng 400-500 ngàn hả cô? Ừ. Thì tại sao cô không bán cái mặt hàng này ở Campuchia mà lại bán ở đây? Có nghĩa là tại mình vì sẽ về lại quê hương của mình hay sao? Tại vì khi mình về đây, ba mẹ mình về đây tập trung về Sài Gòn là năm 70 thì mình bán ở đây. Khi mà nước ngoài về đã có dựng chân, mình dậm chân tại đây rồi, thành ra mình không có ấy nữa, mình cứ đi đi về về thăm quê hương thôi, chứ là qua nhà. Còn như con cá ca đó, theo cô nói á, ví dụ như người Sài Gòn mình, người Campuchia được đặc biệt vậy nè, nó đồng lòng với nhau. Campuchia rất là đồng lòng, chứ không phải như người Sài Gòn mình. Đây là mình nói là mình xin lỗi nha, nó là cộng đồng chung. Ví dụ như Campuchia, bây giờ em tới thương hiệu đó, em mua một con cá này, nó là 350 ngàn. Em sang hàng kế bên, dạ cũng 350 ngàn, nhưng mà khách hàng của các anh chị mua đâu thì bán đó, không cạnh tranh. Còn người Sài Gòn mình nó khác cái chỗ đó. Ví dụ như đến thương hiệu Tư Xê, trời ơi con cá tôi mua có 500 ngàn một kg, mà cô bán cái 550 ngàn một ký, ủa sao kỳ vậy? Cô này bán mắc, nhưng mà không phân biệt được cá như thế nào. Rồi qua sạp cái bên chỉ có 480 thì là bán cạnh tranh, nó không có đồng lòng. Campuchia rất là đồng lòng. Cô là sống ngay tại thủ đô Phnom Penh luôn hả cô? Dạ, sống ngay thủ đô Phnom Penh, mình ở gần chợ mới. Dạ, con gọi cái tiếng là Nam Giang. Nam Giang. Mà dân ở miền Tây thường người ta nói một cái câu là Nam Giang đi dễ khó về. Thì cái câu đó ý nghĩa là sao cô Ngọc? Thì cái câu dân Nam Giang thường cũng có cái câu đấy nghĩa đúng. Làm như là mình đi về bển, khi mà mình vướng chân rồi là mình khó về Việt Nam lắm, là phải có chồng xa xứ là vậy đó. Khi mình lên đó thì mình làm ăn rồi thì nó thoải mái hơn. Cái mình muốn ở đó, ví dụ như Việt Nam sinh sống như vậy nó khó khăn quá, mình nói dễ kiếm đồng tiền thôi tôi ở đây luôn, tôi không về Việt Nam nữa, nó gọi là vậy. Thậm chí là con có nghe một cái cô người cô Xuân 80, dạ. Thì cô nói là 80. Ở Nam Giang này á, có nghĩa là muốn đi đến Nam Giang này nó về xách xe lên về. Không có được nói trước là ngày đó về không được. Dạ đúng. Là cái đó là sao cô Ngọc? Cái đó theo cô cũng thấy cái phong tục của trên đó là như vậy đó. Chính như cô nói ví dụ nha. Bây giờ cô muốn đi Thái Lan, cô ở tại Campuchia, chính cô là người nè. Muốn đi Campuchia, cô đã ở Campuchia, nó ngày mai đi Thái Lan. Không đi được. Nó sẽ trở lại chuyện này, chuyện kia. Dạ. Cái đất nước người ta như vậy mình không hiểu luôn. Cái đó là do ba mẹ đó, thì mới hiểu biết được. Còn tụi cô sau này là không biết. Chỉ biết cái phong tục là như vậy thôi. Giống như cô xưa đó, cái cô cũng nói chợ muốn đi Thái Lan, bên nội bên làm trong bên sân bay mà. Dạ. Làm việc không mà, muốn đi bóc vé là đi thôi, cái cần vừa đặt trước mua vé này kia. Nhưng mà tính ngày mai đi là bữa nay có sự cố, chuyện này chuyện kia không bao giờ đi được. À. Nếu cô muốn đi, ví dụ như ở đây, ở Việt Nam cô muốn đi, còn đi, bộ tâm chia là được. Dạ. Người ta truyền tay nhau thì nó cũng phải có một cái gì đó người ta mới truyền tay nhau dài, và nó thành một cái câu mà người ta nói cửa miệng luôn. Giống như ở Việt Nam mình đi lên cúng kiến trả lễ Campuchia là vậy đó. Ở hôm nay thì mình gặp được cô Ngọc là một trong những cái người con của đất nước Campuchia mà lại sống sinh sống làm ăn ăn nên làm ra, thậm chí là có nhà ngay tại Sài Gòn này luôn. Thì con chúc cô luôn có một cái sức khỏe dồi dào ha, thì mua mai bán đắt và gặp được mọi sự may mắn trong cuộc sống. Rồi, cô cảm ơn con. Dạ bây giờ thì chắc có lẽ là con xin phép cô đi qua phỏng vấn một vài chú nữa ha.
bên đây là chú, cái cô này là người Cam luôn hả? Cô này cũng bán một số cái đặc sản người Cam mà qua bên Campuchia mình thường gặp nè. Này là nem hả, hả cô? Chua nếp nướng. Này nè, chua nếp nướng này là giống giống món của người Cam á. Dạ đúng rồi. Dạ, nhìn ngon ghê ha. Dạ, cô tên gì hay cô ha? Cô Thí. Cô Thí hả? Cho con đeo này. Cô Thí là qua đây sống là bao nhiêu năm hả cô Thí ha? Sống ở đây, sanh đẻ ở đây. Sanh đẻ ở đây, ba mẹ là người Cam. Ba mẹ là người Miên. Dạ. Còn mình ở đây. Ở bên Campuchia là cô ở thủ đô hay là ở tỉnh? Mình sanh đẻ ở đây, mình ở đây luôn. Chỉ có cha mẹ ở bên đó thôi. Cha mẹ về đây, sanh đẻ mình ở đây. Là ba mẹ cũng trời giặt luôn? Dạ, dạ. Trời giặt luôn quá. Dạ. Và hiện nay là ba mẹ là của cô còn không? Ba mẹ mất rồi. Mất rồi. Mất thì tám mấy tuổi rồi, lớn tuổi rồi. Nghỉ ở, ai nghỉ ở Campuchia hay là? Ở đây em. Dạ. Cô có thường về lại Campuchia không? Dạ không. Không hả? Mình không có người thân của mình đó bởi vì. À, coi như là gần như là một hai thế hệ nó mất gốc dạ, luôn. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là cô bây giờ cô biết tiếng Cam rồi không? Dạ không. Không luôn. Ôi dạ. Rồi khoai chuối hả? 15 cái này là cô tự làm luôn hả? Tự làm hết rồi. Cái đó là gì hả cô? Ở đây chuối chiên, khoai chiên, bánh cay, sake. Cô Thí là một trong những cái thế hệ mà gọi là F2, có nghĩa là ba mẹ về đây sinh sống chạy giặt Pol Pot năm 70 mấy á? 75. 75 đó thì sau đó thì cô ba mẹ sinh đẻ cô ở đây và cô định cư ở đây luôn. Có nhà cửa gì ở đây hết không dạ, cô? Dạ có. Ôi có rồi. Đây là một trong những cái trường hợp mà người con của đất nước Campuchia nhưng mà ăn nên làm gà ở Việt Nam. Bán ở đây bán những cái món này đắt không cô? Thì cũng nhầm bữa em. Dạ. Dạ, có bữa bán rồi bán được, có bữa mình hơi bán chậm. Trước đây thì người ta gọi cái chợ này gọi là chợ Campuchia. Dạ đúng rồi. Bán tất cả thức các ăn đồ của Campuchia nhiều. Dạ. Và thậm chí là bên kia có dạ, bán bún năm bò chóc Campuchia. Dạ. Cô Thí rồi với lại cô rồi, chị em bạn hàng chung chợ với nhau. Dạ. Dạ. Cô Ngọc là chị em bạn hàng. Dạ. Dạ. Vậy là không có anh em. Dạ không. Dạ. Thôi cảm ơn cô Thí dạ, ạ. Qua bên bún dạ, đúng rồi rồi. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Và đây là một cái quán bún năm bà chóc, một trong những cái đặc sản Campuchia. Thì theo Bùi Hồ được biết thì chú này đã bán ở đây khoảng 50 năm với cái món bún năm bà chóc như thế này. Con chào chú đẹp trai. Dạ. Con ghi lại cái cộng đồng của người Cam mình ở Việt Nam á chú. Chú thì theo Bùi Hồ được biết thì chú năm nay là 65 tuổi rồi. Và cái quán bún năm bà chóc của chú á, thì 50 năm rồi. Và đây là cái cá gút xương nè cô bác quý anh chị. À, một cái tô như thế này là 50 ngàn hả chú? Đúng rồi, 50 ngàn. Cô với chú bán ở chợ này thì 50 năm rồi. Này khách hàng của mình là người Cam ăn nhiều hay người Việt rồi? Người Việt có, người Cam có, người nước ngoài có không? Dạ. Có người nước ngoài ăn nhiều lắm, bấm dừng hai câu đi. Người nước ngoài có không? Dạ. Bún bò chóc. Tụi con đọc là bún năm bò chóc là đúng rồi không? Năm bò chóc. Sai chính tả không? Dạ. Sai chính tả, nói tiếng Campuchia nó nhẹ lắm, nói không được. Dạ. Tiếng Campuchia nó bò chóc. Dạ. Làm sao mà chơi cái gì được? Dạ. Có nhiều khi cũng nói với con tiếng Campuchia đó, mình chọc. Dạ. Nó nhàng nhàng lắm, không phải là không được. Dạ. Không thể nào mà lên cái bảng đúng cái chữ nó được. Nó sai chính tả con. Chú bây giờ có thường quay về lại Campuchia không chú? Có với con, gia đình ngồi với nó mà con. Dạ. Gia đình chú thì vẫn ở thủ đô Long Bên luôn hả chú? Dạ, con ở thủ đô luôn. Dạ. Chú đọc nhẹ nhàng lắm. Dạ. Là cô là cũng là người Cam luôn hả chú? Dạ. Chú là một trong những người con của đất nước Campuchia mà sống ở Việt Nam và từ nhỏ đến lớn cũng là ba mẹ là chạy giặt qua đây hả chú ha? Hai bọc ơi. Dạ. Con
Dạ. Dạ. À, hôm nay thì trong cái video clip ngắn này, Mùi Hồ muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị về cái cộng đồng người Việt, cộng đồng người Campuchia ngay tại đất nước Việt Nam. Và các cô chú này thì qua đây, ba mẹ qua đây làm ăn sinh sống ở bên này, thì các cô chú lại trụ ở tại đây luôn. Thì lâu lâu thì các cô chú mới trở về lại quê hương của mình. Chú sau này trăm tuổi già thì chú có nghĩ là mình sẽ về về Cam luôn không chú? Không con, ý định là về Việt Nam luôn. Ý định? Không có gì về Campuchia nữa. Bởi vì mình sống ở đây quen rồi. Dạ. Ở Việt Nam luôn con. Chú thấy cái cuộc sống ở Việt Nam với cuộc sống ở Campuchia như thế nào? Thì nói chung ở đâu cũng vậy thôi, có làm có ăn thôi. Nhưng mà mình sống ở Việt Nam nó thoải mái hơn nhiều lắm. Dạ. Thoải mái hơn Campuchia nhiều. Thoải mái hơn nhiều. Chú có chia sẻ đó cô bác anh chị, chú nói là sống ở Việt Nam nó thoải mái hơn, mặc dù ở Campuchia đôi khi là làm nhiều tiền hơn ha chú ha. Đúng rồi, Campuchia làm nhiều tiền hơn. Hai căn nữa, bây giờ nó thoải mái lắm rồi. Hồi xưa là không có điện, không có nước tùm lum, còn bây giờ là vô tư rồi. Dạ. Bây giờ nó thuộc quốc tế rồi con. Dạ, thuộc quốc tế rồi, thoải mái. Dạ. Chứ hồi xưa là khó khăn. Dạ. Bây giờ khỏe rồi. À, thôi con chúc chú luôn có sức khỏe ha, mua vai bán đất nghe chú. À, đó là một trong những chú là một trong những người con của đất nước Campuchia sống tại Việt Nam. Mùi Hồ xin chào, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở chuỗi video clip sau ha.